Thông tin hôm nay muốn trao đổi với các bạn liên quan đến 10.000, gọi là 10.000 gì nhỉ? 10.000 người tác chiến trên không gian mạng tham gia vào lực lượng 47 của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực ra thì đây là một việc phải nói là tương đối mới. Đây là một thông tin do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin với chúng ta. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một thông tin được ông đưa ra tại cái hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai cái nhiệm vụ năm 2018. Thì thông qua cái thông tin của ông thì chúng ta thấy được trên mạng xã hội hiện tại thì có một cái lực lượng tham gia đấu tranh tác chiến, gọi là tác chiến không gian mạng, được gọi là lực lượng 47. Đây là một lực lượng do Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập. Mà trước đây mấy hôm chúng ta nghe là ông Thiếu tướng Gia Hòa cũng là một trong những thành viên của lực lượng đó. Và rất nhiều người đã có những cái câu hỏi xung quanh cái vấn đề này. Trong đó thì người ta đặt vấn đề là tôi đã đóng thuế, nuôi quân đội, nuôi công an, nuôi bao nhiêu rồi, tại sao bây giờ lại là thành lập thêm một cái lực lượng 47 nữa? Như thế thì có phải là tôi lại phải tiền thuế của dân lại phải phí vô đó nữa hay không? Và tối hôm qua tôi đã nói với các bạn vấn đề về tiền thuế để tôi thấy rằng cái giá trị cũng như là cái sự tham gia vào việc đóng góp thuế cho ngân sách nhà nước của mỗi con người ở đây, của mỗi chúng ta ở đây, chúng ta đã làm được cái gì? Là ngày hôm qua tôi đã nói rồi. Và hôm nay tôi muốn nói thêm vấn đề này liên quan tới vấn đề các bạn nói về tiền thuế mà các bạn đang bị phí vô đây. Ở đây là công an tính chất là các bạn chưa hiểu việc. Thôi thì tôi thông tin cho các bạn để các bạn hiểu. Tôi cũng đã tìm hiểu rồi cho nên có thông tin với các bạn. Nên các bạn cũng an tâm rằng thông tin của tôi đưa là chính xác. Mà nếu các bạn muốn biết nó chính xác hơn nữa, các bạn tự đi hỏi. Vâng, và thưa các bạn, thì theo tôi được biết thì lực lượng 47 là một lực lượng tác chiến trên không gian mạng nhằm đấu tranh chống lại các cái luận điệu xuyên tạc và phản bác các luận điệu xuyên tạc từ không gian mạng do Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập theo quyết định 47 của Tổng cục Chính trị. Thì ở đây chúng ta thấy thế này, người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng như lực lượng công an nhân dân chính là một lực lượng chuyên chính vô sản, bảo vệ chế độ, bảo vệ xã hội. Trong thời chiến, các chiến sĩ anh dũng chiến đấu. Trong thời bình, các chiến sĩ giúp dân làm các công việc xã hội và thông qua đó chiến đấu trên mặt trận thông tin cùng với nhân dân chiến đấu. Và lực lượng 47 là một lực lượng làm cho nhân dân tự tin rằng nhân dân không đơn độc và đơn lẻ đấu tranh trên lĩnh vực thông tin. Các bạn thấy, trong suốt thời gian qua, các phong trào quần chúng yêu nước tự phát, được gọi tắt là các nhóm cờ đỏ và các thành viên của các nhóm cờ đỏ thành lập mọi nơi ở trên khắp cả nước, tỉnh nào cũng có, địa phương nào cũng có. Và việc thực hiện những cái việc như đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc từ trên mạng xã hội cho đến thực địa được các bạn cờ đỏ từ khắp mọi miền trên tổ quốc thực hiện rất mạnh mẽ và được gây ra được những tiếng vang cũng như là những hiệu quả rất tốt. Các bạn thấy ở Sơn Hải, bà con Sơn Hải đã thành lập ra những nhóm cờ đỏ mà qua đó đã trấn áp được các cái đối tượng lợi dụng tôn giáo để phá hoại chính quyền, để chống phá chính quyền, xúc phạm chính quyền. Và bà con Sơn Hải đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Các bạn có thể thấy là các bạn trẻ ở Hà Nội, các bạn đến cái tượng đài Lý Thái Tổ để các bạn gọi là cùng với chính quyền tuần tra bảo vệ khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nơi có nhiều người nước ngoài qua lại, để trấn áp các cái đối tượng mang các cái biểu tượng biểu trưng của chế độ cũ, hòng làm náo loạn trật tự, cũng như những cuộc biểu tình mà ở đó
những cái kẻ biểu tình đó nó không mang tính chất xây dựng xã hội mà nó chỉ mang tính chất gây rối và chống phá đảng nhà nước, làm mất đi hình ảnh tươi đẹp của thủ đô Hà Nội. Cũng vậy, ở phía Nam, một số thành viên của các nhóm cờ đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở các tỉnh lân cận đã thường xuyên và túc trực ở những điểm nóng và những điểm có nhiều khách du lịch, cũng như là những điểm nhiều người qua lại như ở Bưu điện Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà hay là Dinh Thống Nhất. Bởi vì những nơi này rất nhiều kẻ đã lợi dụng sự qua lại đông người của những người nước ngoài để đưa ra những biểu tượng biểu trưng của cái chế độ đánh thuê tay sai Việt Nam Cộng Hòa để vực dậy cái thể chế đó bằng cái việc là tuyên truyền, cũng như những đối tượng này sau đó đã xác nhận và xác định được đây là những đối tượng trục lợi từ việc chống cộng. Do đó chúng ta thấy rất rõ rằng là rất nhiều kẻ cơ hội chính trị lợi dụng các cái hoạt động chống phá chính trị của những đối tượng bên ngoài đất nước để trục lợi, và qua đó nó làm náo loạn trật tự xã hội ở tại địa phương, ở mỗi địa phương trên cả nước. Và qua đó nhìn nhận được những vấn đề đó, bà con yêu nước tự phát ở mọi nơi liên kết lại với nhau thành lập ra các nhóm cờ đỏ, những nhóm quần chúng yêu nước tự phát để cùng với chính quyền tuần tra canh gác, cùng với chính quyền để trấn áp các loại tội phạm về chính trị, các loại tội phạm cơ hội chính trị như thế. Đó là những điều mà chúng ta thấy được từ phía nhân dân. Tuy nhiên thì thời gian qua tôi cũng đã cùng với các bạn rất là nhiều lần chúng ta nói rằng là nó những cái kẻ chống phá đảng nhà nước nói cái chữ đảng ra rã thế, những đảng viên ở đâu, đoàn viên ở đâu, cán bộ công nhân viên lãnh lương nhà nước ở đâu mà nó chửi đảng như thế, nó xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước như thế, làm náo loạn trật tự xã hội. Thế thì những con người đang lãnh lương của nhà nước, của đảng, đang công tác tại các cơ quan của đảng nhà nước ở đâu? Thì thưa các bạn, theo như tôi được biết thông tin đó là trong thời gian vừa qua, nghĩa là mấy năm nay thì lực lượng 47 đã được thành lập. Tuy nhiên ở trong quá trình xây dựng cũng như là củng cố lực lượng thì cho đến ngày hôm nay thì thông qua Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chúng ta đã biết được và công khai hoạt động 10.000 người tác chiến trên không gian mạng nằm trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Đấy, ta thấy được rằng đây là một đội quân chính quy đấu tranh vào thời bình thì đấu tranh trên không gian mạng. Đây cũng là một mặt trận thông tin. Đấu tranh trên không gian mạng là một mặt trận. Các bạn thấy đây, bên kia nó đưa ra các cái luận điệu xuyên tạc bịa đặt là một đòn tấn công vào xã hội. Và dĩ nhiên chúng ta cũng phải có lực lượng để chống đối lại những cái luận điệu xuyên tạc đó bằng việc viết bài, bằng việc trưng ra các bằng chứng để giải tỏa tất cả những thắc mắc của nhân dân, để làm để đánh sập, đánh bại âm mưu xuyên tạc bịa đặt về đảng và nhà nước, về cán bộ của đảng và nhà nước, để ổn định trật tự xã hội, để giúp cho cái nền hòa bình này được vững chắc. Chúng ta biết được rằng là một đất nước muốn phát triển thì nó phải nằm trên một cái nền tảng, đó là yên ổn và hòa bình. Thế thì bây giờ chúng ta thấy nhân dân chúng ta thì dễ tin, cứ thấy một cái clip nào đó trên mạng xã hội thấy lên là tin ngay. Mà vì cái sự dễ tin đó cho nên là trong suốt thời gian qua rất nhiều thông tin bịa đặt và xuyên tạc nó thổi phồng lên, làm náo loạn, làm cho người dân thiếu niềm tin vào đảng và nhà nước. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn, đó là có rất là nhiều bạn ở nhiều nơi, là từ các nhóm cờ đỏ hay là từ những cái người đơn lẻ ở các cái địa phương khác, người ta nắm được thông tin, người ta đã giải tỏa, giải đọc được thông tin đó. Và qua đó chúng ta thấy được cái hiệu quả đó là người dân hiểu ra vấn đề. Và lúc này đây, khi mà lực lượng 47 chính thức được công nhận, chính thức cùng với mọi người tác chiến, thì chúng ta thấy được rằng nhân dân không đơn độc, đơn lẻ trong việc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc và phản bác các luận điệu xuyên tạc. Đây là một việc vui mừng. Việc thứ hai đó là gì? Có nhiều người bảo là họ đóng thuế để nuôi quân đội. Thế thì bây giờ tôi mới hỏi các bạn, tất cả những người tham gia trên mặt trận đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc từ lực lượng 47 đều là tự nguyện và tự giác tham gia vào lực lượng này. Họ không nhận một xu đồng lương nào để làm nhiệm vụ này.
tất cả những cái việc lương bổng mà họ có cho tới giờ phút này, đó chính là cái việc trước giờ vẫn y vậy, và lần này thêm nhiệm vụ là thêm gánh nặng, chứ không phải là họ nhận thêm cái việc là đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc thì họ lãnh thêm lương. Đây là việc tự nguyện và tự giác, một cái sự việc rất đáng trân trọng, một hành động tham gia cùng với mọi người rất đáng trân trọng. Và tôi nói với các bạn, có bạn nói rằng là tối qua tôi có nói các bạn là về ông chú Việt Tên, tôi nói các bạn là sau khi ông chú Việt Tên mà đóng thuế xong hết rồi đấy, ông ta đóng thuế là đóng thuế cho ai? Đóng thuế cho ngân sách nhà nước. Và sau khi đóng thuế cho ngân sách nhà nước xong thì giờ cái khối tài sản còn lại là của ai? Khối tài sản còn lại là của nhà nước. Nhưng mà lợi nhuận còn lại là của ai? Lợi nhuận còn lại là của quân đội. Và từ đó quân đội dùng đó để trang bị vũ khí, trang bị khí tài để bảo vệ tổ quốc. Chúng ta thấy rằng là vào thời chiến thì chắc chắn rằng những người cầm súng chiến đấu là quân nhân của chúng ta. Vào thời bình như lúc này thì mặt trận được chuyển sang không gian mạng. 10.000 là ít. Tôi nói các bạn, nếu có thể huy động được lực lượng 4 triệu đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và mấy triệu đảng viên cùng tham gia đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, thì tôi nói các bạn rằng khả năng những cái đối tượng chống phá nhà nước ở nước ngoài trở thành vô dụng và bị triệt tiêu bởi tiếng nói nó không còn giá trị nữa. Và nhất là tôi hy vọng vào luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2018, sẽ giúp cho không gian của Google, trong đó bao gồm YouTube và Facebook, không chỉ cả Facebook, được trong sạch đi. Và tôi nói với các bạn rằng là cái tương lai sắp tới chúng ta về cái vấn đề xuyên tạc bịa đặt của các thế lực thù địch là rất là mong manh, và phải nói với các bạn là nó đang trong cái hồi gọi là kêu án tử đấy. Cho nên tôi nói với các bạn về lực lượng 47 ngày hôm nay, đây là một lực lượng tôi cũng đã nghe rất lâu rồi nhưng mà không biết đấu tranh như thế nào. Và hôm nay thông tin với các bạn, đây là một lực lượng đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội do quân đội nhân dân Việt Nam tự tổ chức lấy, và họ không hề tốn thêm một xu thuế nào của nhà nước ta. Đây là một hoạt động tự nguyện của các quân nhân của quân đội nhân dân Việt Nam. Và đây là chúng ta bây giờ chúng ta có thêm một cái lực lượng sát cánh kề vai cùng tác chiến với nhân dân. Đây là một điều hết sức vui mừng. Và thông qua đây xin chúc lực lượng 47 ngày càng đạt được nhiều thắng lợi, và nhất là ngày càng phối hợp tốt với quần chúng nhân dân để chúng ta cùng dân với quân như cá với nước, cùng nhau chúng ta đẩy con thuyền của đất nước ngày càng đi đến cái bến bờ tốt đẹp hơn, xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Và tôi rất hy vọng rằng là sự phối hợp giữa nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam trong việc đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc là một việc làm sẽ giúp đỡ cho đảng và nhà nước cũng như cho quần chúng nhân dân ở bên ngoài, những người chưa ý thức, chưa tự giác có được những thông tin tốt và giải đọc được thông tin cho nhiều quần chúng hơn. Rất hy vọng các bạn hiểu được vấn đề này và chúng ta cùng với lực lượng 47 đấu tranh để các bạn không lăn tăn suy nghĩ lực lượng này là lực lượng nào.